chiều buồn miên man, bên bóng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời và theo gió cũng trở đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian. Dù đã ra đi phương xa tìm em yêu ai từng ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Hey, hello cả nhà mình nào. Tình còn xa khuất, biển vắng kêu tên em trong hoài mong. Anh nơi đây với những buổi chiều và tìm đâu phút yêu thương bên nhau nằm say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc anh đi mang theo tình em. Trong cơn mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ. Chiếm sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gầy cay bên trời. Nhớ đã có những lúc em biết rằng dù một ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lao vào khói mơ, ôm trái tim anh mang theo bên em đi về đâu. Anh ơi như một loài chim. Sống cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gầy cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lọt vào khói mơ, ôm trái tim anh mang theo bên em đi về đâu. Yeah. Hải Yến ơi, để số điện thoại một lần nữa. Hải Yến ơi, lên nào. Để số điện thoại mới chốt đơn được Hải Yến à. Hello cô Khánh Ngân à. Chia sẻ nhiệt tình nha mọi người ơi. Hello Linh em nha. Hello Sa Băng nha. Hello các anh chị cô chú, các anh chị cô chú ơi, mình ly si rực rỡ cho ba anh em ngày hôm nay như nào các anh chị ơi. Hello Minh Nguyệt nha. Hello, lên ạ. Ủa giọng này giống vậy. Hello Tâm Tâm nha. Chắc giờ anh đã có ai rồi. Mưa trong lòng nhưng em vẫn vui đấy thôi. Em cũng thôi cô cười che giấu anh với người sẽ hạnh phúc còn em đâu. Chắc gì em còn nhớ anh lúc này, giờ em đang vòng tay cùng ai em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy, anh khóc rồi khóc thật rồi em ơi. Anh đã đi rồi sao em còn chờ, chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cần đau dày vò em môi thôi. Em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương anh bay lâu nghĩ đâm sâu. Hứa với em rằng anh phải hạnh phúc, đừng bận tâm em. Vai gánh đau thương em cô vợ không yếu đuối. Em chính là một phần nhịp đập giòn chắc con tim anh. Yeah.
chú Huyền Vũ, hello Thanh Thủy, hello chị Hoa Hướng Dương, hello Lê Văn Hai, hello Luyên Nguyễn. Chắc gì em còn nhớ anh lúc này, giờ em đang vòng tay cùng ai em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy, anh không rồi, không còn rồi em ơi. Anh đã đi rồi sao em còn chờ, chỉ là buông thôi. Cứ mỗi đêm về cần đau dày vò em mất tôi. Em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em đâu. Ngộ nhân yêu thương anh ấy lỡ nghĩ đâm sâu. Hứa với em rằng anh phải hạnh phúc, đừng bận tâm em, vai gánh đau thương em cô giả vờ không yếu đuối. Anh chính là một thân nhịp đập dồn chắc con tim em. Vừa mới đây tôi nhưng anh đã đi rồi. Anh đã đi rồi sao em còn chờ, chỉ là buồn thôi. Cơn đau dày vò em mỗi tối. Em ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải em đâu. Ngộ nhân yêu thương anh mãi lo nghĩ làm sao. Với em rằng anh phải hạnh phúc, đừng bận tâm em, vai gánh đau thương em cô vợ không yếu đuối. Anh chính là một thân nhịp đập dồn chặt con tim em. Vừa mới đây thôi nhưng anh đã đi rồi. Dưỡng trắng da 480.000 một chai như thế này ạ. Mua 2 được tặng 1 nha. Còn nếu như mà hộp nhỏ hơn sẽ là 350 một hộp ạ. Mình muốn size hộp nào để số điện thoại là dùng cho Linh nha. Cảm ơn cô Khánh Ngân ạ. Hát bài Anh Đừng Đi Nhé. Eo and quay eo Lim. Eo and quay đó. Xin cảm ơn Tuấn Nguyễn Vân à, cảm ơn anh nha. Collagen hộp đỏ giá làm sao? Hộp đỏ của tay em cầm à, giá là 790.000. Hai hộp là 2.370.000, mua 3 được tặng 1 nha chị. Cứ mua 3 hộp là sẽ được tặng 1 nha chị ơi. Kem body nhỏ mua em, kem body nhỏ ở trong tủ nhà em á, nó là cái hộp dạng tròn như thế này. 350 một hộp nha chị ha. Kem chống nắng là 290.000 nha Trang ơi. 290.000. Mua 2 được tặng 1 đó Trang ạ. Làm bao nhiêu năm rồi? Hồi đó là cứ để cái này nói không nè, mới tắt vang gần đây thôi á. Sao không thấy trả lời, dạ hỏi lại lần nữa. Hỏi lại lần nữa giùm em với. Chia sẻ cho ba anh em nào à, cả nhà mình ơi. Anh vô tình làm nhiều lần em vẫn không, đã cho em biết bớt bao nỗi buồn. Nước mắt em nhiều đêm vì anh rơi xuống, mà vô tâm anh nào có biết đâu. Rồi cứ thế vẫn cứ hay vui đùa, rồi cứ thế đánh mất dần tình yêu. Đã để lại trong em những vết thương, em sai rồi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa, chẳng ai mong anh ngóng anh trở về. Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Giờ hối tiếc cứ trách anh sai rồi, giờ hối tiếc có trách anh cũng ra thật rồi. Vì vô tâm nên anh đã mất em, chỉ còn riêng anh trên thế giới. Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi chắc đã muộn màng. Chẳng biết anh giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và em phải cố dừng lại, dù cuộc sống bóng bay quá dài. Thứ tha em người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi. Và anh yêu ai biết không, em nhớ anh. Collagen là bao nhiêu một hộp? Collagen viên BC Plus 709, collagen sủi 1.100.000. Mình muốn xài sủi hay viên ạ? Mua 3 tặng 1.
Xin cảm ơn Lê Hương. Hello Nguyễn Lợi. Hello Nguyễn Hiếu. Nguyễn Hiếu. Chị để lại số điện thoại đi chị Liên ơi. Ok Tâm Tâm nha. Kem chống nắng 290.000 chị gái ơi. Bỗng một ngày chẳng còn em bên anh nữa, chẳng ai mong anh ngóng anh trở về. Đến lúc này chợt nhận ra em ý nghĩa và thân quen trong anh biết bao nhiêu. Hồi tiếc có trách anh đã sai rồi, giờ hồi tiếc có trách anh cũng xa thật rồi. Vì vô tâm nên anh đánh mất em, chỉ còn riêng anh trên thế giới. Anh nhận rõ một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi chắc đã buồn mà. Chẳng biết anh giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu anh như lúc xưa. Quay về với hiện tại và anh phải cố dừng lại, dù cuộc sống mong hay quá dài. Thứ tha anh người ơi, người ngàn lời xin lỗi và em. Em nhận ra một điều rằng em đã sai thật nhiều, lời xin lỗi chắc đã muộn màng. Chẳng biết anh giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu em như lúc xưa. Quay về với hiện tại và em phải cố dừng lại, dù cuộc sống mong phải quá dài. Thứ tha em người ơi, gửi ngàn lời xin lỗi và anh. Yes, yeah. Tay đau hết rồi anh chị mình ơi. Hello Ma Nam Bảo. Giáo vợ Thương Anh có được không ạ? Để em tìm mà biết xem nếu mà có thì sẽ hát nha. Em nhận ra một điều là một series remix cho anh chị mình đầy năng lượng nha cả nhà. Các giả vờ yêu thôi mọi người ơi. Giả vờ thương anh có được không? Không có biết ở đây rồi. Hát bài giả vờ yêu được không cả nhà? Chơi luôn chứ đợi gì nữa đúng không? Cái nào cũng ơi là giả vờ, cái nào cũng là giả vờ. Ờ, cái kia là giả vờ thương anh, cái này giả vờ yêu nó cũng như nhau đúng không? Cái nào cũng là giả vờ. Yeah yeah. Lý Hải vô, Lý Hải vô. Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt, bước chân anh trên đường quê hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có, chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau, bây giờ anh mới biết trái tim em không còn như lúc trước. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước, đường đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi anh, những năm tháng yêu nhau xa vời. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay, dù biết sẽ tốt cho nhau, bước cứ bước em về với người. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu anh, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Hello Đinh Nhật Quang à, hello Nguyễn Hồng Giang. Có thuốc tăng cân không? Bên em có bán thảo mộc tăng cân 350.000 một hộp. Một liều trình hai hộp 600.000 là thảo mộc đạt tiêu chuẩn GMP. Nhanh toàn đợi thì để số đi mọi người ơi. Nhanh toàn, sức khỏe, hiệu quả, nhanh chóng, để lại số điện thoại nha. Đêm chia ly, mưa buồn rơi héo hắt, bước chân anh trên đường quê hoang vắng. Bao yêu thương nơi này ta đã có, chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi yêu nhau, bây giờ anh mới biết trái tim em không còn như lúc trước. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước, đường đi vắng xa vắng bóng anh bên đời em. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy
mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay, dù biết sẽ tốt cho nhau, bước cứ bước anh về với người. Lòng vẫn không nói lên câu rằng trái tim vẫn yêu anh, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hai đôi hết đi, những năm tháng yêu nhau xa vời. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành thế thôi cứ chia tay, dù biết sẽ tốt cho nhau, bước cứ bước anh về với người. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu anh, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. 63 tuổi rồi thì uống collagen không được nữa anh ơi. 63 tuổi là em nghĩ là anh nên chăm sóc cho mẹ anh về sức khỏe thì tốt hơn. Còn về collagen chỉ làm đẹp da thôi, nhưng mà 63 tuổi là không làm đẹp da được nữa. À, tăng cân 11 tuổi có dùng được không? 7 tuổi là uống được rồi, huống chi 11 tuổi. 7 tuổi là sử dụng được rồi chị gái ơi. Nghe như mình cứ 7 tuổi trở lên là có thể suy một đài như em rồi nha cánh chị yêu. Đúng rồi. Nhanh tay để lên số đi à, cánh chị lên đơn, lên số đi mọi người. Cùng nhau mình làm đẹp đi hả? Mọi người cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên gọi nha. Tình khúc vang nè. Hello chị anh Thư, Song Thư. Ô 50 được ạ, 50 được ạ. Anh như môi hương trên tóc quen nồng nàn. Anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng. Vậy người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng. Ngỡ ngàng cùng anh chiều sáng. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt ngang. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muốn lời. Anh ơi bao nhiêu điều chờ đợi. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng góc phố. Bước theo em bâng khuâng hái tình say. Nhớ về mông phu, lưng là mùa đông. Nụ hôn ta chơi vơi theo cơn gió. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió. Cứ xa nhau xin rằng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bập bãi bên bập bãi dịu dàng. Ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Ngồi bên em cũng đã hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Anh ơi bao nhiêu điều chưa nói. Trời vơi theo cơn gió. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió.
xin đừng lo tàn cho. Muốn là dòng sông, lưng là mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khung vàng. Cảm ơn các vị mình rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu để đến với buổi live trưa của tụi em ngày hôm nay. Cả nhà mình ơi, nãy giờ có rất là nhiều câu hỏi của anh chị mình. Có một câu hỏi của anh trai là collagen là bao nhiêu tiền? Bên em hiện tại đang có 3 loại collagen. Collagen sữa ông chúa, collagen DC Plus và collagen sủi. Anh muốn xài loại collagen nào bên em đều có nha. Và em sẽ giới thiệu từng loại cho anh chị mình cùng được tham khảo luôn các anh chị. Anh chị mình cứ lên số điện thoại, sẽ có chuyên viên gọi điện cho anh chị. Nữa. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Trời mới qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ trường, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề còn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Thì muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chẳng vào nỗi nhớ vư vơ sẵn sàng xiêu xiêu mập mờ. Năm chưa sầu đã vội đổ vỡ. Thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình ăn với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được. Yến hát để ý anh Nhiên nha, khi mà anh Nhiên đưa cái tay vậy là chị hát liền nha. Hồi nãy vô cô đầu anh Nhiên đưa tay cho bà hát, bà không hát cái mặt ông đơ, cái mặt cười cũng xỉu. Không lẽ bây giờ không lẽ bây giờ không hát đúng không thì nó bị trễ nhịp. Anh đưa đưa cao cao coi, không có được. Để ý nha, những cái bài nào mà anh Nhiên anh đưa kia bị Yến hát đưa vậy Yến cứ lên bất cười lắm. Để ý vậy chơi. Hello, cô em Helen Nguyễn. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ mỗi lần, giờ chẳng vào đôi nhớ vu vơ dáng dáng xiêu xiêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt. Vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi.
vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian xiêu xiêu mập mờ, năm chưa sầu đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ rất cô đơn, dù từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được. Ơn chị Tuyền hả? Xin chào Gia Hân hả? Cả nhà mình mua hàng thì cả nhà để số nha. Em thấy bình luận mua hàng rất là nhiều, nhưng mà cả nhà không để số là không có cách để liên hệ à. Muốn gì cũng được, nhưng mà để lại số điện thoại giùm cho tụi em nha cả nhà ơi. Lucy chia sẻ cho ba anh em, còn những anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì để số nhá. Số đi ạ. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thuở ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoa đơn côi sớm tối. Anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng, biết bao lần anh đã từ hối. Giờ đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ anh bước đi tránh nhau được gì. Lòng đã không suy nghĩ, giờ ông nói đâu nỗi đau biết ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi sắp quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Hey, xin cảm ơn Bảo Ngọc ạ. Xin chào Hà Như, cảm ơn cô Khánh Ngân, cảm ơn chị Đỗ Hạnh, cảm ơn Vivi. Chia sẻ nhiệt tình cả nhà ơi. Ok, cảm ơn Thắng Nguyễn, em cảm ơn chị, cảm ơn Huyền Mai ạ. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thuở ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoa đơn côi sớm tối. Anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trong vắng, biết bao lần anh đã từ hối. Giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ anh bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ông nói đâu biết ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, mà sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si, lòng đau không suy nghĩ, do anh bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đau không suy nghĩ, do ông nói đau biết đi. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo em về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi sắp quá, làm sao vẫn yêu người xa.
Xin cảm ơn rất là nhiều. Hello chú Sunny nha. Cảm ơn các anh chị mua hàng để số đi mọi người. Áo kẻ đẹp quá. Áo kẻ anh đúng không? Anh cái gì anh nhận cái trơn. Anh là áo kẻ hả? Ừ, anh cái gì mà tôi nói xinh đẹp gì là ông nhận hết. Ông đẹp thiệt mà. Ông nhận áo hết. Kẻ này là một, hai, ba. Ok, áo kẻ đẹp, rất đẹp. Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều. Ôi cười gì cười, thì cười gì mạnh mẽ như trời. Chúng lại cười như Yến mới mạnh mẽ. Chà mệt quá đi, đừng có được vô. Yến cười sao, cười lại coi. Ôi không bắt nè Liêu ơi, con sông quê, con sông ơi, con sông quê. Xin chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Ôi anh Nhiên, đau bụng quá vậy? Còn Yến cứ nó đẩy đẩy ghế vô hoài trời. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Có ai cần tư vấn về sản phẩm thì mọi người cứ để số điện thoại giùm em nha mọi Linh người ơi. Vậy? Đúng rồi. Nói giỡn thôi, ai không biết đâu mà anh phải ghi tên Linh vậy. Em nói giỡn mà, trời ơi. Người ta cho tao tự nhận ta chút ảo một xíu anh chị. Ông phải ghi tên Linh rồi mới chịu à. Xia xia, xia ni hao ma? Xia xia ai xia ni hao khang chuyện hay ni à ha? Yeah, phải chăng cả na 35.000 một khi? Mẹ. Chắc cả na. Sầm đất. Bé Yến bữa nay đứng đằng sau nhìn rất ngầu và rất xinh. Từ nay về sau Yến sẽ đứng đằng sau. Dạ, cảm ơn. Móc bắt cái dây đù trịnh cái logo mọi người. Chê em hoài cả nhà. Chê bị ở nhà đây bị em bị chê nhiều nhất. Ừ, em đâu có lùng đó. Em đứng nè mọi người. Đây nói, em đang nói đứng. Nói cho FC Nhung My chém mình đó. Đây em đang đứng đấy mọi người. Em đang đứng đó. Yến Nhung My thì là một FC, 1m57 xém 60 các anh chị. Ghê lắm. Cũng rất là cao. Đâu phải là lùng đó mọi người đúng không? Ghê lắm. Không ai nói em lùng luôn á. Không ai nói lùng. Có ai nãy giờ ai nói gì không ai nói gì luôn. Nãy giờ ai nói lùng nữa trời. Đó mọi người. Đứng sau vẫn thấy em mà đúng không mọi người? Cao quá. Đủ tiêu chuẩn rồi mà. Tự kêu lùng rồi tự kêu cao. Không ai nói gì luôn. Bữa nay thành yến chó hay gì rồi. Không thành yến heo nữa mà thành yến chó hay gì yến cắn giờ rồi. Giờ kêu chuyển ra một hình chó luôn rồi. Đâu, mấy người ta là puppy. Người ta là puppy. Con mèo nó đâu có cắn người ta. Không dám đâu. Ê, em thử, em đụng tới con mèo nhà chị có nó cắn không? Ê, sẽ cắn em nó không? Bị dính vaccine nó sùi bọt mép. Dại. Linh ơi, xem 6 ngày chưa nhận được hàng, để số đi chị. Để số điện thoại giùm em lần nữa chị. Bên em chưa có thông tin đơn hàng của chị luôn á. Chị để số đi. Chị lên lại số giùm em nha. Sẽ có chuyên viên check lại cái số điện thoại của mình để xem có gì gọi là tư vấn lại cho mình để mà báo lại cái tình trạng nha chị. Ừ. Mình là kim tự tháp kìa. Kim tự tháp vậy. Em cao mà nhìn em giống đang ngồi nè. Tự nói tự giải cho mặt luôn. Chán. Rồi thì cứ ghiêu cao đó thì anh chị nói cao vậy thôi. Cái gì vậy Yến? Cái này cái áo khập màu vàng chứ phải cái đùi dẻ đâu mà chị hết chị hỉ mũi mà chị cắn gì Yến? Yến bữa hổm mới cosplay giáo viên rồi, bữa nay cosplay học sinh kìa. Dĩ vãng nhạc nhòa, ok, em sát vào dĩ vãng nhạc nhòa. Cảm ơn chị Đỗ Hạnh ạ. Karaoke dĩ vãng nhạc nhòa. Em rất là thích bài này nha. Tìm hồi thấy vậy, kéo xuống. Đấy. Yến hát chung gì? Không biết bài này. Một thời đã xa mà không biết gì mà hát mấy chục lần rồi. Đi con. Chị xạo quá chị Yến ơi. Cái tên không biết, vô vô nhà hát trước đi. Bài của chị Bình Thương Kim đó. Chị Bình Thương Kim hay hát á. Sẽ là một bài ballad nhẹ nhẹ cho các anh chị nghe với đàn guitar nha. Cảm ơn Trần Tú nha. Cả nhà mình mua cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện cho mình nha anh chị ơi. Đừng buồn anh hỡi, thì lỡ nói yêu em rồi. Bận lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi. Giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút trót yêu dài khờ. Và em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao.
chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình rạng rỡ. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh. Khi ta đến bên nhau, tình yêu thôi là. Nghe beat này xong, ngồi dưới máy lạnh nó lạnh lắm. Gì anh Nhiên? Gì vậy anh? Ngồi dưới máy lạnh nó lạnh lạnh. Cái bài này, cái beat này mà ngồi dưới máy lạnh nó mở lạnh á, tự nhiên thấy kiểu như là đang ở trên Đà Lạt các bạn. Mây bay gió nhẹ,
Em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, anh có hay hay hồn thu nói tình yêu ngất ngây. Đang uống dệt mi em vàng mây xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương má hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em hiên dân tôi, ngày mai khi mưa lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu rơi. Em có nghe mùa thu cho ai nước nở, em có mơ mơ mùa mắt ước nguyên mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngã thương. Rất là nhiều bạn nhạc đã chọn thể loại này và thể này kén người nghe lắm. Chiu. Đúng rồi, hồi xưa nhiều ban nhạc lập ban nhạc mà hát ban đấy, và vừa đàn vừa hát mà bè luôn, rất là hay luôn, nhưng mà kiểu nó kén cái dòng người nghe cho nên là không trụ được. Phải những người biết nghe mới, nói chung là rất là ít. Đa số thì những bạn trẻ thì rất là ít nghe những dòng nhạc này. Vâng, xin cảm ơn anh chị một lần nữa rất là nhiều đã vào đây theo dõi ba anh em từ đầu live tới cuối live. Bây giờ thì cũng đã tới khung giờ mà tụi em kết thúc live rồi mọi người ơi. Hẹn gặp mọi người vào tối nay nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Bye bye cả nhà mình ạ. 7 giờ nha mọi người. Nhớ là 7 giờ nha.